Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Vlog Bio của mình. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở trên đường cao tốc và đi ra thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Đây là một cái video tham quan thành phố Vũng Tàu một lần nữa. Thì ở lần trước thì mình có mấy cái video về tham quan ở Vũng Tàu, đi đâu làm gì ở Vũng Tàu nha. Và lần này thì đây là một chuyến du lịch cùng bạn bè và cùng tổ chức một cái bữa tiệc sinh nhật thân mật với cái nhóm bạn của mình tại Vũng Tàu luôn. Và đây là một video nói về những cái địa điểm hoàn toàn mới và những cái món ăn khi đến thành phố Vũng Tàu nha. Và trước mặt của các bạn đó chính là biển Vũng Tàu nha. Và cái địa điểm đầu tiên mà mình muốn ghé đến đó chính là một trong những cái quán cà phê cũng khá là nổi tiếng tại Vũng Tàu, đó chính là Sia Coffee, có địa chỉ là số 1A đường Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Đây là một trong những cái quán cà phê mà cũng hot đó, ở ngoài Vũng Tàu á. Ở video lần trước thì mình cũng có đi một hai quán cà phê ở Vũng Tàu. Bây giờ kiểu như ở Vũng Tàu là rất là nổi trội lên, kiểu là dậy lên là những cái quán cà phê kiểu mà ven biển mà siêu đẹp, có cái view đẹp nè, không gian thoáng và cái kiểu tông tông giống như ở Đà Lạt vậy các bạn. Và đây là một trong những cái quán cà phê rất là hot. Thì mình thấy cái menu nước thì giá là tầm 50, 60, 70 nha, tùy theo loại nước. Chưa nói về cái không gian ở đây thì các bạn có thể thấy đó, rất là đông người đến đây luôn. Mình không biết nước ở đây nó có ngon hay không thì mình cũng chưa nói đến về cái không gian. Tuy nhiên khi bước vào quán là rất là đông người luôn nha các bạn, là chứng tỏ là nơi đây là một trong những cái nơi rất là ok khi đến thành phố Vũng Tàu nha. Và mình thấy đây là cái gian của quán cà phê này rất là rộng luôn, nó có một cái cây cầu bắc qua ở phía bên, nó giáp biển luôn nha các bạn. Các bạn có thể ngắm được biển và các bạn có thể đi xuống tham quan biển và chụp những cái bức hình rất là đẹp nha. Ở trong đây thì cũng có cái mái che, có phòng lạnh, máy lạnh đầy đủ hết. Nó rất là thoáng và mát. Tuy là đông người như vậy nhưng mà nó không có ngợp nha. Tại vì cái không gian quán cà phê này là không gian mở các bạn. Thì tụi mình xuất phát ở ngoài, ở thành phố rất là sớm. Từ thành phố vào đây rất là sớm, đi từ 6 giờ và đến đây khoảng 8-9 giờ. Cho nên tụi mình là ghé quán cà phê trước. Và đợt này là tụi mình sẽ đi chung với nhóm các bạn ở chung đơn vị với mình. Và đây là những mọi người là đều có gia đình cho nên là chuyến đi này là tụi mình sẽ muốn một cái villa để ở ngoài Vũng Tàu nha. Mình đi vào thứ bảy chủ nhật và cộng thêm là đi ngay dịp hè nữa cho nên ở Vũng Tàu rất là đông người luôn. Một là các bạn đi thật là sớm, hai là còn thứ hai là các bạn phải khi mà về thì các bạn phải về thật là trễ để tránh bị kẹt xe nha. Và bây giờ là tụi mình sẽ bắt đầu tham quan quán cà phê cho các bạn cùng xem nha. Ăn đi, háo ăn cho mọi người ăn luôn đi. Đi quay lên trên kia. Đây là cái cây cầu mà mình nói nè. Khi các bạn đứng ở trên đây thì các bạn có thể thấy toàn cảnh biển luôn nha các bạn. Và đứng ở trên đây các bạn có thể chụp hình tha hồ mà có cái nhiều bức hình rất là xinh đẹp luôn. Và trên đây là có một cái biểu tượng kiểu giống như là Titanic đó. Các bạn có thể đi lên trên đây, các bạn đứng và chụp hình. Ở trên đây thì hình như là hai tầng ở các bạn. Trên đây vẫn có quán cà phê nha, nhưng mà chỗ nào cũng full người hết trơn luôn. Tại vì thường thường thứ bảy chủ nhật mà cộng em hè nữa là họ sẽ đi cùng với gia đình và những người thân. Cho nên rất là đông người khi đến Vũng Tàu nha. Nói thì các bạn là chê gì chê, chứ mình thấy cứ Vũng Tàu đâu có cái gì chơi, rồi Vũng Tàu bây giờ chán lắm. Tuy nhiên nhưng mà cứ thứ bảy chủ nhật thì cái địa điểm mà trong đầu mọi người nghĩ ra đầu tiên mà muốn đi du lịch đó chính là Vũng Tàu nha. Đứng từ bên đây thì các bạn có thể bao quát biển Vũng Tàu nè. Thực sự thì biển Vũng Tàu tụi mình hồi đó giờ, chính bản thân mình nha, hồi đó giờ là chưa tắm bao giờ luôn. Tại vì biển Vũng Tàu là cái biển sình đó các bạn, cho nên nó là cảm giác tắm nó không có được sạch, cái kiểu nó chỉ là xuống nhúng nhúng nước thì được, chứ tắm thì mình không bao giờ tắm nha. Cái nó là biển sình đó cho nên cái nước nó bị hơi đục đục. Và bây giờ là mình sẽ đi xuống. Cái thời tiết thì kiểu mà cũng hơi mát mát thôi. Tại vì hồi nãy là có mưa các bạn, mưa rất là lớn luôn nha. Tuy nhiên cũng hơi may mắn cho tụi mình là khi đến đây là trời cũng đã tạnh mưa rồi.
Bây giờ là mình sẽ di chuyển đi xuống cái xuống dưới nữa, gọi là xuống mà giáp cái mé biển luôn, xuống cái chỗ mà ven biển luôn đó các bạn. À, quán cà phê này là có bán, ngoài mà cà phê ra thì có bán bánh nha các bạn, các loại bánh ngọt nhìn cũng thấy hấp dẫn lắm. Đây là cái con đường cầu thang mà để dẫn xuống biển nè. Bây giờ đa số cái quán cà phê nào ở Vũng Tàu cũng vậy, các bạn cũng đều có cái đường mà xuống biển á. Ở khúc này thì là rất là nhiều người chụp ảnh luôn nha. Ở đây mình xuống thêm hai ba bậc nữa là xuống tới biển luôn rồi đó. Thật sự á, nhìn cái biển Vũng Tàu quá mà cộng thêm cái khí hậu mà mát mát dịu dịu như vậy rất là thích luôn các bạn à. Kiểu mà ra khỏi thành phố ồn ào tấp nập á, là mình đi đến một cái nơi mà có biển là mình cảm giác là mình thích rồi. Đây, quán cà phê này công nhận là khá lớn luôn đó các bạn. Và tụi mình sẽ ra ngoài đây chụp vài tấm hình xinh đẹp và quay vài cái clip TikTok. Thì nếu các bạn nào mà có coi cái trang TikTok của mình đó, thì cũng sẽ xuất hiện nhiều cái clip TikTok ở Vũng Tàu nha. Thì cái nhóm của tụi mình thì cũng là những gương mặt quen thuộc thôi, mà chơi với nhau cũng là được vài năm rồi, cho nên là rất là thân và hiểu ý nhau. Đôi khi là có cãi vã nhưng mà xong xuôi thì mọi chuyện cũng đâu vào đó. Thì nhóm tụi mình là gồm khoảng 5 6 người, và bây giờ rủ thêm được gia đình đi chung nữa, cho nên là và có già cháu nữa, cho nên phải chi là bây giờ là nhóm của tụi mình chắc cũng khoảng là quân số bây giờ cũng khoảng 10 mấy người á các bạn ạ. À, nên đi bây giờ là phải mướn villa ở mà thôi. Tham quan quán cà phê OCC xong rồi mình sẽ bắt đầu di chuyển. Đây là cái con đường quen thuộc, con đường Trần Phú. Đây là một cái con đường mà giáp biển nổi tiếng, rất rất là nổi tiếng, khi đến Vũng Tàu ai cũng phải đi ngang con đường này. Thì bây giờ là cũng đã gần trưa rồi, thì tụi mình sẽ bắt đầu di chuyển ăn cơm nha các bạn. Tụi mình sẽ ăn cơm niêu. Khi ra Vũng Tàu, ngoài bánh khọt nè, ngoài bánh bông lan, các loại hải sản, hay là những cái món mà bún hải sản này nọ đó, thì còn cái cơm niêu ở Vũng Tàu cũng khá là nổi tiếng luôn. Cho nên bây giờ là bữa nay là mình sẽ ghé một cái quán mà vừa dân địa phương ăn mà vừa khách du lịch nước ngoài, vừa khách du lịch ăn luôn nha. À, xa xa là mình thấy có một nhà thờ rất là đẹp, thì có mấy lần mình cũng đi ngang đây rồi, nhưng mấy lần trước là mình thấy chưa có sơn sửa sao, mình thấy bây giờ là nhà thờ này được sơn sửa lại hay sao á, mà rất là mới và rất là đẹp luôn nha. Bữa nào mà mình có dịp thì mình sẽ chụp hình ở tại nơi này. Thì đây là cái quán mà mình sẽ ghé, đó là cơm niêu đất Phiệt nha các bạn. Và cái địa chỉ là mình sẽ để ở trên đây cho các bạn cùng biết nha. Đây là một cái quán cũng rất là đông đó các bạn thấy không, ở phía ngoài là đa phần là full bàn rồi, cho nên là tụi mình sẽ có con nít nữa và đi với gia đình, cho nên tụi mình sẽ di chuyển vào phòng lạnh để cho nó mát mẻ và đỡ đông người nha. Nó cơm niêu như vậy thôi, thực ra thì là cơm nấu ở trong niêu đất đó các bạn, còn những cái món ăn kèm thì là những cái món mà dân dã và rất là truyền thống mà trong bữa cơm hàng ngày thôi, như là thịt heo rồi trứng chiên, canh cá kho, thịt kho vân vân, phải các bạn ơi. Chứ nói là cho sang như vậy, cơm niêu thực ra là cơm, khác biệt là cơm nấu trong niêu niêu đất hết rồi. Không giới thiệu thì món này lạ quá nữa. Món gì chưa ăn bao giờ luôn á, món này cũng chưa ăn luôn. Vậy phải đi số, có em bé phải đi số. Cảm ơn. Nó là cái gì? Cá bớp. Cá bớp. Cá bớp. Trong điều. Đây nè, chú Công nè. Cá bớp. Kho quẹt. Kho quẹt. Kho quẹt chấm với lại rau. Thịt lộn. Canh cua đâu đây? Rau đài. Tóc mỡ hả? Đây. Kêu gì nữa rồi, kêu gì nữa rồi? Hả? À, quay hết vậy con. Như vậy có nói gì? Bà làm nóng chuối gì đúng không? Ê! Để một cái phần cho liễu cơ, để trong liễu, ý là để một cái, không, cũng đây cũng nhiều, à, không, bây giờ hỏi tới đâu rồi, mình cứ ăn cái này đi. Bà Rịa là cũng vô đây là gần rồi đó, cứ ăn từ từ trên đây thôi, cứ ăn từ từ trên đây đi rồi vô. Đó. Nè 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 nè.
đó hai người bên đó, hai người bên đó. Rồi anh cũng ăn cơm ít lắm. Mình chịu bắn đi. Không được rồi. Nhiều lắm rồi. Tiếp theo là mình sẽ đến cái chỗ mà mình nghỉ ngơi nha các bạn. Đây là một trong những cái villa mà mình mướn được. Và bây giờ là mình sẽ giới thiệu villa này cho các bạn cùng biết nha. Hai. Đây là xe của người ta. Rồi đây là mấy người làm của sở của mình nha các bạn. Đây là mấy người làm của nhà các bạn nha các bạn. Đây là cái mấy cái người làm của tụi mình nè. Mấy người mình mới biết hết rồi. Rồi anh cái xe rửa trời. Rồi đây là cái khung cảnh của tụi mình. Bây giờ đi xuống cái đây nha. Cái này là bàn ăn ở ngoài đó. Cái hồ bơi xuống dưới quay qua đây. Đây nhỏ xin nè. Đây là cái đất mấy người chỗ này ở ngoài nha. Nhỏ xin. Cái này là anh quản gia của mình nha các bạn. Anh Hoàng. Rồi cái xuống cái xuống. Phía bên đây là cái khu vườn mà hồ bơi. Nè hồ bơi. Hồ bơi này chắc khoảng 15 mét vuông. Chắc cỡ đó. Cây cối xung quanh. Này đúng không ạ? Qua đây bên đây là hai người mà mình mới mướn về để trông coi nhà cửa ngoài Vũng Tàu á đó. Đó đây là Liễu. Đó đây là Liễu nha, cái kiểu mà coi nhà thôi, mình mướn về để coi nhà thôi, chúng làm gì hết á. Rồi vào đây nha. Ở đây là tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5 phòng ngủ. Đây cho mình xem cái phòng ngủ duy nhất của tụi mình. Đây là cái thằng nhóc mà mình cho thuê là bảo vệ giữ xe ở ngoài á, mà bây giờ là giờ giấc nó mất, giờ giấc nó bị lật múi giờ tại vì nó bên nước ngoài về á, cho nên là mình cho nó ngủ tạm thời nó ngủ thôi. Phòng này là hai giường nha, phòng này hai giường, mỗi phòng đều có toilet hết. Phía bên đây cũng như vậy, phòng này là phòng hai giường luôn. Đây là cái phòng mà mình dành cho hai con bé người ở mà nó bây giờ nó đang bận ở ngoài kia để làm tối nay tổ chức tiệc nha. Rồi ở ngoài này á là trung tâm phòng khách thì là có tủ lạnh nè, bàn ghế nha, tép dĩa đầy đủ hết, ly đầy đủ hết, lọ nước, rồi có cơm, điện, nắp cùi, quạt có hết luôn nha. Và đặc biệt đó là cái hàng đi ra để các bạn chơi. Đây là một tivi đầy đủ hết, có đèn, có karaoke. Rồi phía ngoài này là nó cái máy xay các bạn. Đây một trang này cho các bạn từ A đến Z luôn. Khi các bạn đến ở nhà mình ở Vũng Tàu, đây có máy xay, có máy giặt đầy đủ, chăn ga, nước. Đó toilet ở ngoài nha. Bên đây là phía toilet ở ngoài. Rồi đây đây. Bên đây là phòng ngủ cho hai con bé tam đang ngủ xin của mình nha. Đây hai cái người này tại vì biết sao lợp múi giờ mình bướng bên nước ngoài về, bây giờ mình nghỉ ngơi. À, phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ trên một giường, và đây là cái phòng ngủ hai giường luôn nha. Đây các bạn có thể đứng xuống từ bên đây, các bạn nhìn nó biết ra bên ngoài nè. Mọi người đang làm nè. Đó 1, 2, 3, 4 người này là mình mới mướn nó về ở bên nước ngoài về á, nên ăn mặc nó hơi lụm thượm nha các bạn. Đây đây là một cái phòng ngủ một giường, phòng nào cũng có toilet hết trơn đó các bạn. Rồi và cái video mà mình giới thiệu cái nhà thực ra là cái chỗ mà mình muốn ở ngoài Vũng Tàu á là với cái giá là tùy theo các bạn thôi, chúng ta vẫn có nhiều giá nhau. Thì cái căn này mà mình muốn đang muốn đó là 10 triệu nha, mình muốn 10 triệu một ngày. Các bạn có thể đến đây và các bạn có thể tham quan và tham khảo.
địa chỉ thì mình để ở dưới nha cho các bạn biết nha. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu quay những cái đoạn phía sau này cho các bạn cùng xem. Okay. Và mọi người nghỉ ngơi xong thì bắt đầu là đến buổi chiều rồi, là mọi người sẽ tràn ra đây để bơi, và có những mấy bé nữa, cho nên là tất cả mọi người đều xuống bơi rất là vui vẻ luôn, để chuẩn bị tối nay là cái buổi tiệc sinh nhật của mình và cùng hai người bạn trong nhóm cùng sinh tháng 7 nữa nha. Rất là vui luôn, lâu lâu quá là nhóm tụi mình mới đầy đủ được như vậy luôn á các bạn ơi. Rất là hiếm vì mỗi người làm ở mỗi đơn vị khác nhau và rất là vướng bận nhiều thứ, cho nên là mà cái ngày mà tập hợp được như vậy là một cái ngày gọi là rất là quan trọng và rất là ý nghĩa đối với tụi mình nha. Thì tạm thời cái video này cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc tại đây. Thì mình sẽ ra tiếp những video về Vũng Tàu ở lần sau nha. Và những cái video lần sau rất là hấp dẫn luôn, vì sẽ tham quan một cái địa điểm rất là mới ở tại Vũng Tàu, và tổ chức tự tay làm tiệc và tổ chức sinh nhật ở tại Vũng Tàu nha. Và video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye.